Ruộng ngô đang thu hoạch nha bà con. Đây là ngô nếp. Đang thu hoạch. Trái này rất bự. Đang cho trái. Mấy trái này già hết rồi nha bà con. Khô rau hết. Mấy trái này non 4-5 ngày nữa. Còn ốm nữa. Hai bên luôn. Quá đã luôn. Cái này chưa chưa bẻ được. Quá bự luôn nè. Khủng khiếp không anh? Đang thu hoạch rất là to, cây rất là khỏe luôn nè, cây rất là khỏe nên là cho trái rất là ok. Đang bẻ này thấy trơ, cái này chưa còn ốm quá. Quá đã luôn nè. Đây khủng khiếp luôn. Dài bên kia luôn, rất là nhiều luôn. Bên đây trồng ngô. Bên đây cũng trồng ngô. À, bên đó trồng đậu bắp nè. À. Đây trồng ngô. Nè. Quá sướng luôn nè. Đậu bắp nè. Mưa xuống á. Xanh, một cái màu xanh. Quá đẹp luôn. Một màu xanh. Mưa xuống cái nó mát á. Cái nó xanh ha. Cái hàng bông mà gặp nước mưa nó xanh đã ha cô. Đó, một màu xanh còn hơn là tưới ure nữa. À, nó đủ nước thì cái thứ nhất là cái lá nó cũng phát triển mà cái trái nó cũng to dài hơn. Ngày nào cũng hái hả cô? À, nãy giờ hái khổ qua giờ mới hái đậu. Cô gái tưới đậu, còn cái này là bà cô hái đậu. Đó. Quá đã luôn anh ơi. Còn bên đây ha, bà con thấy nè, trái siêu trái luôn, khủng khiếp, một màu xanh. Đó, hôm qua mưa mấy đám lớn á, cái bắt đầu cái nó bị siêu dẹo cây, nhưng mà không sao. Đó, không sao cái này. Trái này
siêu trái luôn. Siêu trái thì siêu cây. Rồi, mình chia sẻ cho bà con xem. Cả nhà thấy kênh có ý nghĩa cho mình xin một like nha, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha. À, nè. Lâm chùm luôn.